Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 12 tháng 3 năm 2024 Tù nhân lương tâm Nguyễn Đức Hùng được gặp gia đình nhưng vẫn bị biệt giam đã 18 tháng Facebooker Phan Đình Sang bị công an Hà Tĩnh khởi tố theo cáo buộc chống nhà nước Nữ tài xế tự nhận cháu ông Tô Lâm khi vi phạm giao thông nhận mức phạt 35 triệu đồng người giả danh Bộ Tài chính để lừa doanh nghiệp, lĩnh án 15 năm tù. Cán bộ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên bị bắt do lừa chạy án. Trại giam Nam Hà vẫn đang biệt giam tù nhân lương tâm Nguyễn Đức Hùng qua 18 tháng, dù thời hạn kỷ luật đối với tù nhân vi phạm nội quy trại, theo luật chỉ là 10 ngày. Ông Hùng sinh năm 1991, bắt đầu năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa không luật sư vào tháng 7 cùng năm. Ông Hùng sau đó bị đưa đi thi hành án ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Vào tháng 8, ông Nguyễn Sen, bố của ông Hùng quay lại trại giam để thăm gặp nhưng bị từ chối. Cán bộ quản giáo nói con trai ông không được gặp gia đình vì đang bị kỷ luật. Vào ngày 28 tháng 2, vừa qua, Ông Sen quay trở lại trại giam và biết con mình vẫn còn đang bị biệt giam. Ông nói phải để hai châu tự do trong ngày 11 tháng 3. Như năm đóng biệt giam là cái Từ buổi đi, họ hẻ cửa chứ, họ đưa thức ăn chứ đồ thì cũng năm biệt giam từ khi chuyển án chứ được. Từ khi ở Hà Tinh mới chuyển án năm 2 không? Năm 18 tháng đấy mà coi như cũng có cái chỉ là cái thay đổi cả. Ông cho biết con trai ông gầy yếu và xanh xao do bị giam lâu ngày trong phòng bên cạnh đó ông hùng còn bị bệnh đường ruột và đau đầu do tai nạn từ nhỏ con trai nói với bố gia đình chỉ có thể thăm hai tháng một lần theo quy định dành cho người tù bị kỷ luật ông hùng nhắn nhủ với gia đình giúp thuê cho mình hai luật sư tuy nhiên lại không nói rõ để làm gì chỉ nói sẽ trình bày với họ khi gặp ở trại giam phóng viên gọi điện thoại nhiều lần cho trại giam nam hà theo số điện thoại trên mạng internet nhưng không có ai nghe máy Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong tin nhắn gửi đá châu tự do ngày 12 tháng 3, ông viết Thật tàn nhẫn một cách bất thường khi họ bị giam ông gần như vô thời hạn và chính quyền cần hình phạt vi phạm nhân quyền này để tước bỏ mọi hình thức tiếp xúc với con người khi ở trong tù. Tốt hơn hết, chính phủ Việt Nam nên thừa nhận rằng ngay từ đầu Nguyễn Đức Hùng đã không làm gì sai vì thực hiện quyền tự do ngôn luận không nên bị coi là tội và họ nên trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Nguyễn Viết Dũng, người từng bị biệt giam hơn 2 năm ở trại giam Nam Hà, cho biết mỗi một án kỷ luật giam riêng có thời hạn 3 tháng. Tuy nhiên, trại giam có thể áp dụng liên tiếp án kỷ luật lên một người tù. Ông Phan Đình Sang, 57 tuổi, ngụ xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 12 tháng 3, bị khởi tố, bị bắt giam theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 12 tháng 3 tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Đình Sang về tội, làm, tàn trữ, phát tán thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng từ năm 2016 đến năm 2023, ông Phan Đình Sang lập quản lý và dùng năm tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội, nhóm bị cho là phản động, chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết luận của cơ quan an ninh điều tra nêu rằng, suốt thời gian qua, ông Phan Đình Sang chủ yếu sinh sống tại Lào và có quan hệ với ông Đường Văn Thái. Theo thống kê của RFA, ông Phan Đình Sang là người thứ sáu bị bắt theo điều 117 từ đầu năm 2024 đến nay. Bà Lương Hồng Trang, người tự xưng là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, khi gây ra tai nạn giao thông bị xử phạt hành chính với mức 35 triệu đồng. Quyết định xử phạt bà này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 3, lý do vì điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Ngoài ra, bà Lương Hồng Trang còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1 thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Ông Chu Thịnh Vượng, ngụ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, vào ngày 12 tháng 3 bị tòa án thủ đô tuyên 15 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước dẫn bức án tòa tuyên cho ông này do hành vi giả danh cán bộ Bộ Tài chính để lừa doanh nghiệp chi tiền tại dự án tổng số tiền lừa được là hơn 5 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 5 năm 2018, ông Chu Thịnh Vượng bị bà Ma Thị B, 39 tuổi ở Thái Nguyên, tố cáo với cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt 80.000 đô la Mỹ. Cáo trạng còn cho thấy ông Chu Thịnh Vượng thành công trong việc lừa ông Nguyễn Văn Tê ở tỉnh Vĩnh Phúc 80.000 đô la Mỹ và hơn 1,4 tỷ đồng qua hứa hẹn xin dự án cải tạo sửa chữa quốc lộ 2C cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Tê. Trong thực tế, ông Chu Thành Vượng là người lao động tự do. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Yên vào ngày 12 tháng 3 ra quyết định khởi tố bắt giam hai ông Lê Hải và Phạm Phú Hoàng Duy vì liên quan đến hoạt động lừa chạy án. Tin nêu rõ ông Lê Hải, sinh năm 1970, ngụ tại khu phố Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuyên Hòa, hiện công tác tại Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên, và ông Phạm Phú Hoàng Duy, sinh năm 1985, ngụ tại thôn Phú Thành, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ngay sau khi các quyết định vừa nêu được thi hành, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên lên tiếng cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Hải là trách nhiệm cá nhân, không thuộc phạm vi trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cơ quan kiểm tra tỉnh ủy giao. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai! Chúc quý vị một buổi tối bình an.